Và xin chào anh em nhé. Thì hôm nay em review cho anh em con 709 bao gồm một máy, một pin 3A, một sạc 115. Thì bộ này em đang giảm giá cho anh em chỉ còn lại 3 triệu 100 ngàn thôi. Anh em lưu ý nhé. 3 triệu 100 ngàn cho một bộ này. Mà số lượng có hạn. Đó, cho nên những anh em nào có nhu cầu mua khoan 3 chức năng của DeWatt để sử dụng thì anh em có thể mua bộ này. Bộ này thì dành cho những anh em làm nhôm, kính. Đó. Cơ khí là rất là thích hợp. Thứ nhất là nhỏ gọn, anh em bắt vít không có bị nặng tay này kia. Đó. Đầu đầu kim loại, mũi kẹp 13 ly thì anh em dễ dàng sử dụng. Có búa để anh em khoan tường. Thì những anh em nhôm kính và cơ khí cũng như là sử dụng gia đình đều có thể sử dụng con này. Giá chỉ có 3 triệu 100 ngàn thôi. Đó. Thì chương trình này em diễn ra trong 2 ngày thứ bảy chủ nhật nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em.